Hi, xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay mấy đứa em nó vô nhà mày thì nó thích đi làm clip, thì hôm nay mình sẽ làm clip trứng gà đắp đất sét nướng cho tất cả mọi người cùng xem nha. Thì ở đây là đang ở trong rẫy, thì ở giữa cái rẫy thì nó có một cái ruộng, ruộng chỉ làm năm được một vụ thôi các bạn. Và xung quanh đây là tất cả là điều. Thì đang trong thời gian nướng này thì mình sẽ cùng anh em mấy đứa nhỏ đi hai mấy chiếc điều ăn nha các bạn. À, các bạn mình cùng đi theo dõi nha. Chào mọi người nhé, thì đây là trái điều các bạn, đây cái điều này, à, thấy nha, điều này. Nhìn rất ngon các bạn. Ngọt nó hơi chát tí mà ăn ngon các bạn, lâu lâu không ăn cũng thèm. Báo thử nè. Nóng. Sợ ăn bẩn. Trời ơi. Ngon chưa? Trời ơi, chín rồi. Đây Hiệp gắp cái Hiệp. Này. Bốc gọn vào trong kia cho sạch cái Hiệp. Bốc gọn vào đây. Bốc gọn chỗ này. Chứ lại ăn đi khỏi kiến này. Bốc vào đây. Ra ra. Lên. Đưa bữa đưa anh này. Đây. Nó rửa đi. Nóng mới ngon. Rửa đất. Anh chết nào? Mà chết nào được. Nóng. Chết nóng này. Chết không? Không mất còn ngon. Đó. Con cá nó thấy, con cá nó mới ngon. Gần cháy luôn. Đây chín rồi các bạn ơi. Chúng ăn của mồ. Chú toa, chú toa, chú toa của mồ. Đừng. Chú toa của bà Lân Vlog và ngược lại. Và siêu nhỏ của ông Hùng Dũng Vlog. Hoa, ủa, ở trong nó có lòng ấy thì em gì hết. Chỗ em nó có lòng. Ui. Chúng ta đã ăn trên một mảnh đất. Ui, em có cái lòng ấy nè. Cái gì đó. Đồng đào. Địt mẹ ngu ngéo kia. Mày ăn đều giờ ăn cái này không có mùi vị gì luôn. Điều chát lắm. Ủa điều chát liên quan gì tới trứng. Này. Thôi dùng ăn đi đó em này. Này. Vuông rửa đây. Nha. Này. Đây là trứng mình sau khi nướng một lúc rồi bạn. Còn đây là mấy đứa em nó bóc này. Đó. Đắp bùn nướng. Đó. Mời các bạn nha. Chín rồi các bạn. Mày nữa. Đó. Thấy chưa?
Thịt ăn nó hơi dơ tí mà đúng không? Đi ra đồng ăn kiểu này mới ngon các bạn. Bẩn mà sống lâu. Thêm muối. Này có muối ăn mới ngon à. Thì cái mẻ đầu anh em mình nướng là anh em mình có hút ra mà tại vì nướng chuẩn chưa có cách nướng các bạn ạ. Bỏ nướng nóng quá nó phịt mà nó bể hết. Thế là anh em mình lại phải lấy thêm trứng và đắp bùn nướng bạn. Đây là còn 4 quả. Đúng rồi. Còn đó. Đầu có 2 đứa. Còn mỗi anh em trái là hết rồi các bạn. Đầu có 2 đứa. Rồi thôi mình cũng xin phép cắt clip tại đây các bạn nha. Các bạn yêu quý anh em mình thì hãy like, đăng ký và chia sẻ hộ anh em mình nha. Xin chào tất cả mọi người. Chào mọi người nha.